Tất cả các bạn đi làm anh chị này gấp clip mô tả mà làm vụ đầu tiên các bạn join vào hai kênh tay một kênh channel và một kênh gấp Facebook các bạn follow và ghi quyết từ quyết pinbot rồi các bạn join vào kênh channel của nó các bạn rồi các bạn đi đầu tiên các bạn đi địa chỉ email các bạn vào setting các bạn điền địa chỉ username của telegram của mình các bạn Facebook thì các bạn vào username Facebook của mình các bạn bạn dùng bắt địa chỉ RC20 quá lệ dí nào MetaMask anh ta cần rồi các bạn rồi mã ghép code này mày ghi giùm mình cộng anh 0329931577 của đây bằng link mô tả rồi bấm vào nút tôi không phải là người máy bấm submit vậy là xong các bạn thì mình chào tạm biệt tất cả các bạn ạ. Mọi thắc mắc gì các bạn lại comment dưới bạn nhớ cho mình like mình xin một like và một like để sao em không kênh chào tạm biệt các bạn.